Xin chào cô và tất cả mọi người, con tên là Lê Nguyễn Thùy Hương, năm nay con 11 tuổi. Bài từ khó nói về con là trung thực, hiếu thảo và tự tin, mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Hôm nay con xin đọc bài cho cô Tuyết, đọc từ 73 đến 99, con xin phép bắt đầu. 73 con trâu, 74 con đường, 75 xe tăng, 76 nước mía, 77 súng, 78 cà chua, 79 nhái dừa, 80 dấu chân, 81 đo thùng, 82 cái 6, 83 bạch tuộc, 84 kéo, 85 hạt đậu, 86 mắt kính và 86 nho, 87 mắt kính và sát, 88 còng tay, 89 thuốc nổ, 90 dao và thớt, 91 bông rổ, 92 bông bay, 93 cúp, 94 gốc cây, 95 bác sĩ, 96 chấm, 97 dê, 98 ông bà hoa, 99 vật cầu lông. Và bài tập của con đến đây là kết thúc. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, hạnh phúc.